Tôi Duy Hằng chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại channel Duy Hằng. Thì clip hôm nay tôi thực hiện, hôm nay là tôi sẽ trải nghiệm trên chiếc xe của tôi. Hôm nay tôi sẽ trải nghiệm 24 giờ trên chiếc xe này. Cũng được nhiều anh em ủng hộ, cũng như nhiều anh em yêu quý, và cũng được nhiều anh em bảo là anh ơi làm clip thử thách cũng như là trải nghiệm 24 giờ trên chiếc xe của mình đi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện thử thách 24 giờ trên chiếc xe này. Và hiện tại bây giờ tôi đang ở nhà. Thì bây giờ không biết là 24 giờ thì sẽ phải lái đi đâu và ở những chỗ nào, địa điểm nào ấy ở trong 24 giờ không biết được. Nói chung là bây giờ tôi cứ nhận thử thách thôi, xong là tí đi đâu thì tôi sẽ rủ Minh Quài đi cùng một hai người nữa, đi cùng cho nó có bạn có bè cho nó vui, chứ còn đi một mình trải nghiệm thì chắc không chịu được. Nói chung là trải nghiệm thì tôi sẽ rủ Minh Quài đi cùng, để ví dụ có mua cái gì hay là có làm cái gì thì tôi sẽ bảo Minh Quài đi làm. Chứ còn thật sự là tôi đã trải nghiệm, đã ngồi lên xe trải nghiệm 24 giờ trên xe là không bước xuống xe trong vòng 24 giờ đấy. Ok, thì bây giờ tôi sẽ đi lên xe thôi. Đấy, ok, thì bây giờ Duy Thường sẽ ra kia rủ Minh Quài đi trải nghiệm cùng. Chứ thật sự là để một mình Duy Thường thì nó là khá là lâu và cảm thấy là tủi thân, cảm thấy một mình thì không thể chịu được. Nên là bây giờ Duy Thường đang lái xe đi ra kia rủ Minh Quài. Minh Quài thì đang ở ngoài quán rồi anh em ạ. Duy Thường vừa về, hiện tại là Duy Thường đang vừa mới thức giấc ở nhà thôi, còn Minh Quài thì ở ngoài quán trông quán. Thì giờ Duy Thường sẽ ra ngoài kia rủ Minh Quài đi. Đấy, đây, hôm nay thực hiện thử thách 24 giờ. 24 giờ trên xe. Bây giờ thích đi lượn ở đâu để còn đi, nhưng hôm nay chỉ có gần một bình xăng thôi. Lượn hết bình xăng này thì chắc là hết thử thách 24 giờ thì cũng về thôi. 24 giờ trên này á. Xác định đi. Được. Sướng quá, ở trên ô tô sướng không? Sướng tí lại không có chỗ mà đi ị đâu. Rồi. Sẵn sàng chưa? Let go chứ. Đi thôi. Em. Đi thôi. Căng thẳng ngay sau 24 giờ sau thì không biết là Duy Thường có thích lái xe nữa không, hay là mỏi dừ cánh tay cũng như là cái bàn sau lưng. Nói chung là ngồi trên xe mà 24 giờ thì đảm bảo nếu mà không nghỉ trưa ấy thì không thể chịu được anh em ạ. Nên là bây giờ Duy Thường sẽ đang ở huyện Lục Ngạn. Nên là bây giờ đang dự tính là anh em đi xuống thành phố Bắc Giang chơi đây. À thế à? Không biết là 24 giờ thì cứ lang thang như này mãi à? Bây giờ thì anh em tôi sẽ đi xuống thành phố Bắc Giang. À, đi tìm những cái địa điểm như quán bánh mì ở rìa đường này, những quán trà đá rìa đường này, tìm những cái gì ở quán quanh rìa đường ấy, anh em tôi sẽ tìm và mua, và tí nữa anh em tôi sẽ ăn trưa tại thành phố Bắc Giang luôn. Ok, không được xuống trưa? Không, chỉ được ăn ở trên xe, tất cả mọi thứ hoạt động đều ở trên xe, thì gọi là trải nghiệm ở trên xe 24 giờ đấy. Được không? Nếu mà đứa nào thì cảm thấy sợ thì bây giờ anh đưa quay lại vẫn xuống dưới nhà chơi một mình được mà. Thực sự là Duy Thường đã rủ tất cả anh em đây thì Duy Thường thực hiện thử thách đủ 24 giờ, chứ không phải nhiều anh em bảo là toàn xạo lìn với xạo liếc thì tôi không biết những cái từ quá là như nào. Thế thì bây giờ thì Duy Thường sẽ đưa tất cả anh em xuống thành phố ra. Đang lang thang ở một cái địa điểm rất nhiều cái đèn đỏ, là phố đèn đỏ anh em ạ. Thì bây giờ anh em tôi tìm cái chỗ nào nó có đèn vàng để anh em tôi đến ăn cái bánh mì cái bánh nhiêu cái à, bánh nào bánh bánh dài dài này, bánh rẻ nhất dài đây dài đi. Bánh dài này á, vâng, 2.000 một cái à, 8 cái 4.000 bán không, 9.000 5 cái được không, 2.000 một cái 9.000 5 cái không được đâu. Đấy, đây là bữa ăn sáng của anh em tôi này. Bảo sao ăn thế này, bảo sao anh Thường anh nhanh mua ô tô là phải rồi. Anh em ăn thế thôi, ăn nhiều lắm, ăn tốn kém. Ốp anh em chúng tôi đang đi ngang đường thì đói quá làm cái gì đã. Bây giờ anh em tôi lại tiếp tục ở trong xe 24 giờ tiếp. Anh em chúng tôi chuyển địa điểm đi xuống Bắc Giang, anh em tôi sẽ đi vào rừng để còn dễ làm việc hơn anh em ạ. 4 người, 2 trai 2 gái thì vào rừng để làm việc hơn. Ở trong rừng ấy thì nó đỡ thực vật điều hòa. Bật điều hòa tốn xăng lá. Anh em tôi đi vào trong suối để thưởng thức thôi. Cắt
Phía trước mặt anh em tôi là rừng núi đấy, toàn rừng núi thôi. Thì hiện tại là Duy Thường cùng tất cả anh em đang ở trong rừng rồi, nên là bây giờ để dừng máy quay để còn làm việc ấy. Anh em thông cảm. Sau khi làm xong thì anh em tôi lại bắt đầu lại ghi hình cho tất cả anh em đấy. Chưa làm gì mà đã sặc sụa hết rồi thì không biết là tí nữa làm xong thì nó như này. Ok. Em ơi, sao vào rừng vào núi gì lại có cái gì này? Anh em tôi từ vào gần đây anh em đọc nhé. Đấy. Đấy, vào rừng đấy anh em ạ. Vào rừng lại có cái gì này? Vào rừng thì chúng ta lại phải đi đường thẳng này. Nếu mà chơi đồ nhà thì lại phải theo cái mũi tên kia. Rừng ấy nha. Đồ rừng. Rừng nhá. Ok thì anh em tôi đang ở một cái địa điểm thì anh em có thể nhìn thấy tuyệt vời luôn. Trước mặt anh em tôi nó là một cái hồ rất rộng và rất lớn. Ở đây thì không khí rất là mát lạnh luôn. Nói chung là vào rừng thì anh em có thể hiểu cảm giác ở trong rừng nó phê như nào. Thì bây giờ cũng là cái giờ nó khá là trưa rồi anh em ạ, nhìn này. Thì bây giờ anh em tôi sẽ nghỉ trưa ở đây tí. Nghỉ trưa ở đây thôi, làm nghỉ trưa ở đây thôi. Xong là tầm chiều chiều anh em tôi lại lượn lờ vào hết ngày. Anh cũng biết là sao hết 24 giờ. Đấy, đây này. Sau một thời gian chim quét thì túi quýt của tôi, anh em tôi đã nằm ra thành vỏ tôm rồi. Chắc này rồi. May quá, cái bà kia bán cho 2 cân quýt của mày quá, gặp mấy cái thằng sợ hơi đâu nó mua hết cho mình không bị ế. À, quên. Trước khi làm clip này tôi giới thiệu tất cả anh em một cái phát wifi này. Hôm qua tôi mới phải mua cái sim phát wifi để lên xe có wifi để dùng. Quên đấy. Bây giờ cảm giác như thật, nói thật với các bạn nhé, cảm giác bây giờ người chỉ muốn đi ra chỗ nào nằm để nằm cho nó chân tay nó thoải mái hẳn ra luôn ấy. Chứ còn bây giờ cảm thấy nó gò bó lắm, tức tay ngách. Khi ăn uống xong thì bây giờ Duy Thường không biết chỗ nào đi thì Duy Thường sẽ lại bắt đầu bây giờ mới tiến hành xuống thành phố Bắc Giang. Bây giờ khá là muộn đấy, 3:30 rồi, 5:01 là gần 4 giờ rồi. Bây giờ Duy Thường sẽ đi xuống thành phố Bắc Giang chắc là tầm 30 phút, gọi là 4 giờ qua là Duy Thường ở dưới thành phố Bắc Giang rồi. Nói chung là ngày hôm nay đã nhận thử thách thì chỉ đi lòng vòng làm nào cho nó hết thời gian thôi. Anh em nhiều anh em chắc xem video này bảo là thừa xăng hoặc là như nào, nhưng thật sự là ngồi một chỗ không thể chịu đâu anh em ạ. Lượn đi lượn lại nó mới ấy, xuống Bắc Giang em có gì không, lại ăn ăn bằng biết là bao giờ mới hết thời gian đấy. Mình không lên được okay. Đấy, hiện tại anh em tôi đang ở thành phố Bắc Giang này, khá là đông đúc vậy, xung quanh toàn xe là xe thôi. Giờ mới hết thời gian để xuống xe, giờ thêm một tiếng nữa tối xem có chỗ nào massage không, massage ở chợ. Anh em là có anh em là có tiền cho Duy Thường vay ít để tối đi massage. Nói chung là dưới này thì nhiều khi là muốn hút mấy thằng nó bay lên trời nó nhìn nó cười mình cái nó rơi đất. Nghĩa là anh em tôi sẽ dừng ở thành phố này thôi, ra quảng trường. Anh em tôi bây giờ đi ra quảng trường xem có gái gú gì ở đấy ngắm tí. Đến giờ anh em tôi lại ăn sự là không bị gì cả. Hapro đấy, hiện tại Duy Thường đang ở Hapro đây, quảng trường ở Bắc Giang quê tôi. Thì bây giờ Duy Thường sẽ dừng chân ở đây thôi. Đấy. Giờ thì lang thang đâu cho nó hết ngày bây giờ.
Nhưng mà mở cửa ra sợ chỉ sợ có ai nhận ra là lôi ra khỏi xe là phá kế hoạch luôn. Người quay cứ thế này thôi, phờ phạc cái này thôi. Mệt quá rồi sao ấy. Chắc say xe mệt quá rồi sao ấy. Đấy thì bây giờ anh em tôi sẽ ngồi đây tầm đôi tiếng nữa. Bao giờ đúng đến tầm 5 giờ thì anh em tôi dịch chuyển đi một cái địa điểm khác đây. Vừa ăn ngang gạo số mua được ít bánh rán đấy anh em ạ. Nhưng số lượng khổ thế sao ấy. Nè, mua được bánh rán rồi bán cho cái túi rách sợ vãi ra xe anh em tôi rồi. Cảm ơn. Không có giấy luôn. Bây giờ tại sao lại mất mạng nhỉ? Bây giờ anh em tôi lại lang thang tầm đôi ba tiếng nữa thì anh em tôi sẽ tìm một cái chỗ nào dừng chân và đi dần về thôi. Chứ còn sắp hết ngày rồi. Thế là bây giờ là khá là muộn đấy. Hiện tại là 6 giờ rồi, gần 6 giờ rồi nhưng anh em tôi vẫn đang lang thang ở Tít, thành phố Bắc Giang. Bây giờ anh em tôi sẽ bắt đầu tiến hành lăn bánh về thôi. Đi về trên nhà. Về trên nhà thì nó rơi vào tầm 7 giờ là anh em tôi hoàn thành xong nhiệm vụ là ở trên xe một ngày đấy. Nói chung là khá là vất vả. Ok thì bây giờ anh tối rồi, cho anh em xem luôn đường đi. Đấy anh em có thể nhìn thấy này, khá là tối đấy. Đây này, công cụ hỗ trợ ánh sáng của anh em tôi là một chiếc điện thoại này. Đấy thì bây giờ Duy Thường chắc đi về trên nhà là cái khoảng thời gian mà Duy Thường đi nó phải mất tầm 35 đến 40 phút thì cũng về nhà là xong cái thử thách này. Thì qua clip này anh em nào quý Duy Thường cũng như là yêu quý tất cả anh em ở trong team ấy thì nhớ cho Duy Thường một like và share tất cả các bạn xem và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ anh em tôi để anh em tôi làm ra những video hay độc và lạ cho tất cả anh em xem. Còn bây giờ thì hẹn các anh em vào những video tiếp theo. Tôi Duy Thường chào tất cả các bạn. Bye bye. Bye.